Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở bên Long Phước Bến Cầu ha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái chiếc 925 ha. Chiếc Belugus 925 chất mía ha các bạn. Đây gấp bằng Cuve ha. Cuve gấp rất là nhanh nha các bạn. Cuve gấp gạo 360 nữa thôi. Có gì bằng. Mấy chiếc này gấp vô mùa gấp mía. Gấp mía là cực kỳ luôn. Mấy chiếc gấp này chắc vô mùa là chuyên gấp mía không hả? Rồi giờ nhóm tới ha. Nhóm tới đó. Tại đây còn có hai hàng nên rất là nhanh luôn. Chôm đưa lên đó các bạn. Rất là khó luôn. Rất là khó quay luôn. Ủi dọn đường cho chiếc xe bắp đi á, tại vì cái lip ngang này các bạn. Lip ngang khó chịu lắm nè. Rồi vậy là chiếc này vô trước nha các bạn. Tính quay kỹ chiếc xe cho các bạn xem mà giờ vô luôn rồi. Xe này còn đẹp, chiếc này còn đẹp, ghê lắm các bạn, quá đẹp luôn. Turbo này turbo trong nha, chứ không phải turbo ngoài. Turbo ngoài thì nhìn cơ bắp nó hầm hố hơn. Quay sát cái máy cho các bạn xem cái nha. Gió sao dùng gió Messina luôn ha. Có rồi giờ ôm lên. Mình nào qua trễ nên đó là mình quay clip hơi ngắn ha các bạn. Rồi giờ lên luôn. Vừa đường đi luôn à. 925 thì chiếc này thì 100 mã lực ha các bạn. Belugus 925 sử dụng động cơ Belugus ha. Chà nghỉ anh.
nhiều gấp tiếp không? Đó. 925 thì sử dụng động cơ Bellywood ha bạn, dung tích là 4.7 lít 4 máy ha, piston dẫn là 110 × 125 ha. Tua máy chiếc đó nhìn như 2002 ha các bạn, cho ra công suất là 100 HP ha. Điều mấy cái dòng lốc đỏ nè, mấy dòng lốc đỏ, mấy dòng của Mỹ nè, anh em ta chuộng lắm. Nếu mà chiếc nào mà còn ngon á, giá nó rất là cao ha. Các bạn coi nè, chặt cái góc không, đưa góc lên nè, các bạn thấy không? Lâm chôm ha. Đi lơ bơ là đau lắm nha các bạn, rất là đau nha. Rồi trời ơi, chiếc này là chiếc 805 ha. 805. Rồi, chiếc này gấp máy gấp nó xong chiếc này cũng ra ha. Chiếc này sử dụng một nhỏ ha các bạn. Chiếc này một cái dùng một kéo mì ha. Một cái này chắc 3 mét ha. Dài cho cả 3 mét, thì giá 36 luôn rồi, khoảng 36 ngắn. Chiếc này mới lên heo 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 khác hay gì mà nó đang thui hả? Tốt hiện chủ TV không? Đài chính 2 luôn á. Rồi tới đây bắt đầu ghe lại ha. Đài chính 2 luôn ha các bạn. Ngày trả mấy bữa rồi hả? À chạy dùm hả? Xe này của em nói gì? Bắp là thấy vậy chứ thu hoạch mau lắm, vòng nửa tháng là hết trơn rồi. Năm nay trồng ít, cái máy cụ bè này gấp nhanh hơn máy cài. Đúng rồi, qua cái clip đó, nó khó lắm. Bị cứng hay không? Rồi, xong rồi. Giờ nghỉ xong chiều trả tiếp ha. À, em nói 3 giờ chặt nữa mà. Ở đây ra phải mà, nãy trước bên kia rồi, cái dốc bên kia rồi. Lên mới chua. Dốc quá, tại dốc kho đó, dốc dũng nước đó, dốc quá cao luôn. Chỗ này chưa có đâu, chỗ sau kìa. Chỗ sau à? Chỗ sau à, từ đây coi lớp hết luôn. Chỗ sau là vụ tháng mấy ta? Tháng mấy, ngày tháng cũng tới đầu. À. Ngày tháng là khi đi vớt chạy cây mưa đúng không? Là bắp này hả? À. Giờ đi qua rồi, tại mấy đám bắp lên rồi đó. Giờ mới trồng á. Mấy đám bắp mới trồng giờ đó. À, đám bắp mới trồng giờ đó. Bắp nó có 3 tháng rồi, trồng lên là nó cũng được mấy 20 ngày gì đó. Thằng Đông là ở đây nó trồng là bắp này là bắp cho bò sữa nhiều ha. Hết chắc là bắp bò sữa, không chỉ đâu nó
cái này mình bẻ cho mình ăn được không? Cái non này không còn non này chứ giờ nó cắt à? Non á, phải cho non á. Cái lúc còn bắt chưa thu hoạch á, lúc còn non á. Cái đồng bắp kia người ta ăn hết sao? Chứ đâu phải như bắp Mỹ đâu, bắp Mỹ luộc cái là nó mềm nó ngon lắm. À. Chứ cái gì nó xay cho để ấy mà. Cái này về nhà máy cho nó xay nó ủ lên men hết rồi. Rồi giọt khác rồi. Để vô. Tại anh nói là ở Long Cường. Long Cường đây 10 cây. Sát đây luôn. Học đầu quá. Học đầu à, chứ này học đầu mà quải trước có bốn bà, nó nhẹ thôi. Này gọn hơn chiếc bên kia. Chiếc bên kia không biết mấy rồi, chắc 05 hay gì quá. Rồi thôi cái video mình kết thúc đây nha các bạn. À, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Gặp lại.